Theo hãng thông tấn TASS, số lượng thành viên phe kháng chiến ủng hộ Nga tại Odessa đang ngày càng tăng. Được biết, những người tham gia vào đội quân giúp sức cho Nga chống lại chính quyền của Tổng thống Zelensky đều là người gốc Ukraine. Họ khẳng định rằng ông Zelensky đã phát xít hóa Ukraine và họ muốn bảo vệ đất nước của họ khỏi nhà lãnh đạo phát xít này. Một đại diện của tổ chức cho biết tinh thần chiến đấu của các thành viên rất cao, số lượng thành viên đang tiếp tục tăng tuy không nhanh như mong muốn người dân địa phương ủng hộ nga sẵn sàng hỗ trợ giải phóng thành phố đại diện này nói thêm nếu chúng tôi có thể sống sót qua cuộc chiến này chúng tôi sẽ giúp thanh lọc thành phố khỏi bọn quốc xã phát xít các thành viên phe kháng chiến đang theo dõi những địa điểm có thể có quân đội ukraine đồn trú thông tin sẽ liên tục được gửi tới quân đội nga để các đơn vị chuyên nghiệp lên kế hoạch chiến đấu hiện tại tình hình odessa vẫn đang căng thẳng với nhiều bất lợi cho phía ukraine khi chính người dân của họ tự nguyện báo tin cho quân đội Nga. Tư lệnh mới của lực lượng vũ trang Ukraine, ông Oleksandr Syrsky, đã ủng hộ ý tưởng thành lập quân đoàn từ các tù nhân. Mặc dù tư lệnh trước đây, ông Valery Zaluzhny đã phản đối sáng kiến này. Tuy nhiên, theo các nguồn tin từ Bộ Tổng tham mưu Ukraine, thông qua việc sử dụng các tù nhân, Văn phòng Tổng thống Zelensky muốn giải quyết các vấn đề về động viên quân sự. Theo nguồn tin, các tù nhân sẽ tập hợp thành các đơn vị đặc biệt được sử dụng để lấp đầy những lỗ hổng trong phòng thủ. Dự luật về việc động viên tù nhân sẽ được đề xuất tại Quốc hội Ukraine vào tuần tới và dự kiến sẽ được thông qua càng nhanh càng tốt, không chỉ hoãn. Ông Zaluzhny trước đây kiên quyết phản đối việc động viên tù nhân và lực lượng vũ trang Ukraine, nhưng tình hình đã thay đổi với sự xuất hiện của ông Syrsky. Theo kênh Telegram Resident, tư lệnh mới muốn thành lập các đơn vị xung phong cảm tử từ những người bị kết án, những người sẽ được gửi đến những điểm nóng nhất trên tiền tuyến. Bộ trưởng Tư pháp Ukraine Denis Malyusa cho biết, vấn đề động viên tù nhân đã được thống nhất với bộ quốc phòng ukraine mặc dù các cuộc đàm phán diễn ra rất khó khăn quân đội đưa ra một số yêu cầu đối với tân binh là tù nhân khi loại trừ việc động viên những người đã phạm tội ác chiến tranh cũng như những người ủng hộ nga chắc chắn có rất nhiều hàng nghìn tù nhân và người bị kết án sẵn sàng trở thành quân nhân ông malusta tuyên bố và khẳng định rằng các tù nhân sẽ được tập hợp thành các đơn vị riêng biệt Lực lượng vũ trang Ukraine đã mất thêm một chiếc Abrams do Mỹ sản xuất. Chiếc xe tăng này bị bắn hạ ở làng Berdychi, gần Abdiivka, nơi lữ đoàn 47 của Ukraine đang chiến đấu và được trang bị những chiếc xe tăng này. Theo các nguồn tin từ Nga, đây là chiếc Abrams thứ tư bị tiêu diệt. Theo thông tin có được, chiếc Abrams của Ukraine đã bị bắn hạ bởi hệ thống tên lửa chống tăng Konet do các binh sĩ thuộc lữ đoàn Spetsnaz 24 từ Novosibirsk thực hiện. Các chi tiết khác không được tiết lộ, Cần lưu ý rằng đây là chiếc xe tăng Mỹ thứ tư được xác nhận bị tiêu diệt, hai chiếc khác bị hư hại. Hai xe kỹ thuật dựa trên khung gầm Abrams cũng bị tiêu diệt. Cuộc săn lùng của Nga vẫn đang tiếp tục. Nhìn chung điều hiển nhiên đã được xác nhận đó là Abrams không thể chống lại tên lửa chống tăng. Một trong hai chiếc Abrams bị hư hại cũng bị tên lửa chống tăng tấn công. Theo tờ The Sun của Anh, một chiếc xe tăng Challenger 2 của Ukraine đã bị xa lầy trong bùn trong một buổi trình diễn cho các nhà báo. Các phóng viên The Sun đã đến thăm một bãi tập bí mật, nơi họ được chứng kiến màn huấn luyện sử dụng xe tăng do anh sản xuất. Tuy nhiên, trong một màn trình diễn, một trong những chiếc xe tăng đã bị xa lầy. Để kéo nó ra, một chiếc Challenger 2 khác đã được điều đến. Quân đội Ukraine phàn nàn với The Sun về trọng lượng và khả năng cơ động của chiếc xe tăng 64 tấn này. Theo họ, do quá nặng, xe liên tục bị xa lầy. Tuy nhiên, họ cho rằng vấn đề nghiêm trọng hơn là độ tin cậy của Challenger 2. Năm trong số 14 xe tăng được cung cấp đã bị hỏng và đôi khi phải mất hàng tháng để nhận được phụ tùng thay thế. Đại diện lực lượng vũ trang Ukraine cũng cho biết các cơ cấu trong tháp pháo và thiết bị ngắm bắn không được bền lắm và đã bị hỏng ngay từ đầu. Theo The Sun, hiện tại chỉ có 7 xe tăng trong số những chiếc Challenger 2 do Anh chuyển giao đang trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu. UAV Lancet của Nga đã chứng minh hiệu quả khi tấn công tàu đổ bộ duy nhất của lực lượng vũ trang Ukraine, tàu Svatovo thuộc dự án 1176 Akula, khiến con tàu bị hư hại nghiêm trọng và rất khó sửa chữa. Theo Cổng Thông tin Vũ khí Nga, UAV Lancet đã đâm vào tàu Svatovo khi nó đang neo đậu tại căn cứ hải quân ở Ochakov. Svatovo là tàu duy nhất trong lớp tàu đổ bộ phục vụ trong quân đội Ukraine. Cuộc tấn công chứng tỏ khả năng tấn công chính xác của UAV Lancet nhằm vào các mục tiêu có tầm quan trọng chiến lược của đối phương. Ngoài ra, cổng thông tin vũ khí Nga còn đề cập một cuộc tấn công khác bằng loại UAV tương tự nhằm vào tàu tuần tra 40 PB Defiant của Mỹ, được các đồng minh phương Tây chuyển giao cho Ukraine. Theo các nhà phân tích, rất khó đánh chìm tàu chiến chỉ bằng một đòn tấn công của UAV Lancet. Tuy nhiên, quan sát từ đoạn video có thể thấy, con tàu đã bị hư hại nghiêm trọng và rất khó để khôi phục. Tàu Svatovo được đóng vào năm 1997. Sau khi loại biên, Svatovo được sử dụng làm tàu chở hàng khô cho đến khi được các nhà thiết kế Ukraine đại tu. Năm 2020, sau khi sửa chữa, con tàu được đưa trở lại Hải quân Ukraine, trở thành một trong những biểu tượng cho sự hồi sinh của Hải quân Ukraine. TASS dẫn lời ông Igor Kimkoski, cố vấn của người đứng đầu Cộng hòa Nhân dân Donetsk ngày 10 tháng 3 nói rằng, các cơ quan tình báo Nga đã phát hiện một nhóm lính đánh thuê nước ngoài ở thành phố Avdiivka. Theo ông Kim Kowski, những lính đánh thuê này được cho là từ Ba Lan và Georgia. Về tình hình mặt trận trên hướng Kupiansk, Bộ Quốc phòng Nga cho biết quân Nga đã cải thiện các vị trí ở tuyến đầu và tấn công ba lữ đoàn Ukraine trong 24 giờ qua, gây thiệt hại cho đối phương hơn 110 binh sĩ, hai xe tăng, ba ô tô, một hệ thống pháo tự hành Grad và hai hệ thống pháo tự hành Kvostika. Tại tỉnh Kherson, Nga báo cáo thiệt hại của Ukraine trong ngày là 45 binh sĩ, một hệ thống pháo tự hành Panzerhobit 2000, một hệ thống pháo tự hành M777 và 3 ô tô. Trên lãnh thổ Nga, tỉnh trường Belgorod, ông Vyacheslav Gladkov cho biết, Ukraine đã bắn hơn 90 quả đạn vào tỉnh này trong ngày 10 tháng 3, nhưng may mắn không có thương vong. Ông Gladkov cũng báo cáo về một đợt tấn công của Ukraine bằng UAV cảm tử và một khu định cư ở Belgorod trong ngày qua, nhưng không ghi nhận thiệt hại. Ngoại trưởng Ba Lan Gradoslav Sikorsky cho biết, một số thành viên thuộc NATO đã gửi quân tới Ukraine. Lính NATO đã có mặt ở Ukraine. Ông Sikorsky nói tại sự kiện kỷ niệm 25 năm Ba Lan trở thành thành viên chính thức của NATO. Tuy nhiên, ông không tiết lộ thông tin cụ thể nước nào của NATO đã gửi quân đội đến Ukraine. Ngoại trưởng Ba Lan cho rằng việc NATO điều quân từ Ukraine trong bối cảnh xung đột với Nga không phải là điều không thể. Đồng thời, vị này đánh giá cao quan điểm của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron về khả năng phương Tây điều quân hỗ trợ Ukraine. Trước đó, Tổng thống Pháp hôm 26 tháng 2 cho biết không loại trừ khả năng phương Tây sẽ phải đưa quân đến Ukraine trong tương lai. Ông Macron đưa ra nhận định tại một cuộc họp của các nhà lãnh đạo châu Âu ở Paris trong bối cảnh xung đột Nga-Ukraine bước sang năm thứ ba. Nhà lãnh đạo Pháp cho biết, chúng tôi sẽ làm mọi thứ cần thiết để Nga không thể thắng trong cuộc chiến. Hiện chưa có sự đồng thuận chính thức nào về việc gửi quân đội đến thực địa. Nhưng xét về động lực thì không thể loại trừ điều gì. Trong khi đó, chính quyền nhiều nước châu Âu tuyên bố không có chuyện các nước này bàn về việc chuyển quân sang Ukraine. Nhà báo Lucas Lirus viết trên trang Infobricks rằng, một cuộc tấn công mới sẽ dẫn đến thất bại cay đắng cho quân đội Ukraine. Nhà báo này cho rằng Kiev dường như chưa rút ra được bài học từ những sai lầm gần đây trên chiến trường và đang lên kế hoạch cho các cuộc tấn công tàn bạo mới, chắc chắn sẽ dẫn đến những thất bại nhiệt ngã. Theo thông tin do các quan chức quân sự quan trọng của Ukraine cung cấp, họ đang lên kế hoạch triển khai một cuộc phản công mới chống Nga vào năm 2024 nhằm nỗ lực ngăn chặn bước tiến lãnh thổ tiếp theo của lực lượng Nga. Rõ ràng biện pháp như vậy sẽ gây ra hậu quả nghiêm trọng đối với chế độ Kiev, làm trầm trọng thêm vị thế của quân đội Ukraine. Ông Lirus kết luận, trong toàn bộ kịch bản này, điều duy nhất chúng tôi có thể nói chắc chắn là nếu giới lãnh đạo Kiev thực sự phát động một cuộc phản công mới, thì họ sẽ đi theo con đường tai hại, gây ra hậu quả tàn khốc cho quân đội Ukraine và đánh mất vị trí trên chiến trường.